hấp này, hành ăn này. Còn nhà ăn cơm đấy. Ôi ăn cơm đã, tắt đi. Ăn cá hấp mẹ lấu này. Ngồi đây. Nè, bố bóc cá hấp cho con ăn nhá. Ăn cái gì? Ui trời, ăn đi. Bỏ xong này ra nha. Ăn đi, cầm ăn đi. Tay gì tí này nào. Rồi. Xem có gì trong. Chín chưa nhỉ? Rồi, mẹ mình cho nhiều ấy thế. Cái túi bóng. Đã biết có ngon không cậu? Ui. Món này có gì nè? Hành à? Xả à? Mới chín chưa? Đó, hấp đây các bác. Có con ở nhà tự sướng. Nhỉ? Phải tự sướng không? À, cảm ơn xoay mặt đây nè. Phải tự sướng, anh ăn gì này? Ấy. Thử cái nào. Ăn luôn cái đấy ăn cơm nhé. Xem ngon không? Thơm không? Ngon lắm. Mới chín lắm. Ngon mà. Thế con ăn một miếng. Ăn đâu cái bánh gì nữa. Chín rồi. Ăn gì ăn một miếng. Ngon chưa? Ngon lắm. Ngon không? Cá hấp xả. À, ngồi đây. Đấy, xem à. Ăn miếng ăn cơm. Ăn đâu? Ăn đâu cái bánh này đi không? Tự tay. Con để cho con hoàn cá này. Con muốn ăn cá trùng này. Đây. Mà các bác nhá. Con nào nhỏ mình. Ngon không? Con nào hấp mình. Ấy. Hấp xả các bác. Con nào nhỏ mình ăn ở mình đấy. Con nào nhỏ mình đọc mình đi bằng mọi người. Cái đấy để ăn. Cái đấy ăn buổi tối nhá. Con ăn cơm không? Cơm. Mình làm món cơm với trứng hay là mấy cá hấp? Cá. Bố gỡ cho nhá. Ăn xong cái bánh đi. Ăn cá thì ăn cá hấp. Cá hấp. Cá chấm các bạn. Lạ lắm, chả biết cá tai cái. Máy hết điện phải không? Không. Ngon lắm. Ăn hết cho con ăn. Từ bữa xương này.
Ngâm nha. Để đi. Để kìa. Hết điện rồi. Cầm dưới đây. Cầm đây. Mắm. Tôi cũng nên mắm nhá. Không có mắm, mắm, mắm mọi thứ chút đâu vào á. Gì? Ăn thì thấy không? Không được nói bạn thế. Thế tại sao con về ăn cũng béo hết rồi? Tự mới thấy bạn không là không béo. Không được nói thế nhở? Không được ăn rồi. Ăn được không? Cà chấm á? Em mua cà chấm vào. Ăn để ý nha. Không muốn ăn nữa. Không có. Có hai bố con ăn cơm nữa các bạn. Nhẹ. Buồn nhỉ. Đấy, cố. Hấp các bạn, nhạt lắm. Ăn ngẩn nhé, no quá. No quá. Tạo dáng nào, tạo dáng ăn nào.